Trên tay Nhật Kim Anh là một hộp viên uống điều chỉnh trọng lượng giúp cho các chị em phụ nữ mình giảm cân một cách hiệu quả. Được chiết xuất từ hạt guarana, lá trà xanh và đặc biệt là tảo bẹ xanh sẽ giúp chị em phụ nữ mình có một vòng eo lý tưởng. Bản thân Nhật Kim Anh cũng vậy, Kim Anh cũng đã từng 81kg sau sanh và sau khi sử dụng 3 tháng thì Nhật Kim Anh đã lấy lại được vóc dáng của mình. Viên uống Super Slim này sẽ giúp các chị em mình giảm hấp thu và tăng chuyển hóa chất béo, giúp cho các chị em mình có một thân hình cân đối nhất.